Em xin mến chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Tuyên Vũ Audio. Vâng, kính thưa các bác, thì hôm nay chúng em xin phép được giới thiệu và hướng dẫn cách lắp đặt từ cục công suất rồi tới vang cơ rồi lên con lọc tiếng và cuối cùng là con nâng tiếng các bác nhé. Thì hôm nay thì em có nhận được rất là nhiều điện thoại tới các bác là cũng rất là muốn mua các cái sản phẩm này. Vì hôm trước thì em có làm một cái video mà hướng dẫn giới thiệu về các cái sản phẩm này rồi. Thì khi mà các bác mua về rồi các bác không biết cách lắp đặt. Đó, không biết cách lắp đặt đúng, làm sao cho nó đúng và làm sao cho nó hay nhất. Thì là hôm nay chúng em sẽ làm một cái video để hướng dẫn các bác cách lắp đặt nhé. Thứ nhất là đầu tiên là chúng ta sẽ chuẩn bị là tất cả những cái sản phẩm này ở đây. Ví dụ đầu tiên là sẽ là một con đẩy công suất. Đầu tiên đẩy công suất, thứ hai là con vang cơ. Thứ ba là một con lọc tiếng và thứ tư là chúng ta sẽ là lắp đến nâng tiếng các bác nhé. Thì đây, thì bắt đầu chúng ta sẽ chuẩn bị, thứ nhất là sẽ là dây canon. Thì bây giờ em sẽ quay ra đằng sau và sẽ hướng dẫn các bác lắp đặt. Thì đây là chúng ta sử dụng toàn bộ bằng dây canon các bác nhé. Sử dụng toàn bộ bằng dây canon. Thì đầu tiên thì con dưới đây là con vang này. Đây là con vang FX10 này của AV này. Đó, con vang này rất là thông minh, nó có cả Bluetooth. Đó, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ lắp đặt. Thì đầu tiên các bác chuẩn bị cho em dây canon và sẽ cắm vào đường nep right. Đó. Đó. Tiếp theo, từ cái đường canon này chúng ta sẽ cắm lên con lọc tiếng và đường in nhé các bác nhé. Đó. Lọc tiếng đây là người ta chia là hai vế cho các bác này, là đường in này, input này các bạn này, có thể nhìn thấy là chữ input này, đó input. Và tiếp theo đường out của con nâng tiếng, con lọc tiếng này, chúng ta sẽ cắm lên con nâng tiếng là sẽ là vào cái đường in. Đó. Và từ đường out này của con nâng tiếng, chúng ta sẽ cắm trực tiếp xuống con đẩy công suất. Đây, cắm đẩy công suất đây. Vậy là chúng ta đã hoàn thành rồi. Rất là dễ đúng không ạ? Rất là dễ nhé. Là đầu tiên thì em sẽ nói lại này. Đường in, đường out của con đầu tiên là chúng ta sẽ cắm dây AV vào đây. Chúng ta cấp nguồn nhạc. Chúng ta cấp nguồn nhạc cho sợ bản quyền đấy. Đó, chúng ta cấp nhạc cho cái con vang cơ này và chúng ta sẽ cắm trực tiếp hai cái dây canon từ đường ao này các bác nhìn này, ao của nep roi này, đấy, vào đây, cuốn vang cơ nhé các bác nhé. Đó, thì tiếp theo từ cái con đường ao này chúng ta sẽ cắm vào đường in của con lọc tiếng. Đó. Từ đường ao ao của vang cơ này cắm vào in của lọc tiếng này, sau đó từ đường ao của lọc tiếng chúng ta cắm vào đường in, cắm vào đường in của con nâng tiếng. Đây đường in đây các bạn này. Đó. Từ đường ao của con lọc tiếng này em nhắc lại này, sẽ cắm vào đường in của nâng tiếng. Và từ đường ao của nâng tiếng chúng ta cắm trực tiếp xuống cục công suất. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ đánh dây loa vào cục công suất này. Đó, rất là dễ đúng không ạ? Thì em nói như thế là rất là chậm và dễ rồi. Đó. Thì là chúng ta là cứ thế em sử dụng thôi. Và cách lắp đặt thì chúng ta đã lắp đặt xong. Chỉ mất 1 phút thôi đúng không ạ? 1 phút là chúng ta đã lắp đặt xong rồi. Thì tiếp theo thì cách chỉnh đúng không ạ? Bây giờ em sẽ nói về cách chỉnh nhá. Thì đầu tiên thì là tất cả ba cái con này nó đều cho phép chúng ta chỉnh bass trung chép các bác nhá. Cả ba con này đều cho phép chúng ta là chỉnh bass trung chép. Đó. Thì đầu tiên thì là chúng ta nếu mà chỉnh ấy, thì chúng ta sẽ để các cái giải của con vang cơ này để hết, các bác để hết hướng 12 giờ cho em này. Đó, tất cả các cái giải này bác để hết hướng 12 giờ cho em. Và cả những cái con nâng tiếng này cũng vậy, con lọc tiếng này cũng vậy, là các bác cứ để hết hướng 12 giờ. Thì bây giờ chúng ta sẽ chia ra này. Chia ra này thì chúng ta sẽ dễ chỉnh hơn này. Thì ví dụ như là em lấy ví dụ ở cái con vang cơ này là chúng ta có ba đường là mid, bass này, mid chép đúng không ạ? Là bass trung và chép ấy. Thì ở trên này chúng ta cũng lấy như vậy là cái giải chép giải bass của cái con
con lọc tiếng này là nó từ giải 20 cho đến giải 500. Giải 500 đây là giải bát. Đó. Và giải chung của nó là từ 630. Đó, cho đến 4K, 5K. Đó, giải chung nó đến 5K nha các bác nhé. Đó. Và từ 6,3 cho đến 20K là giải chép. Đấy, thì chúng ta phải đầu tiên là muốn chỉnh thì chúng ta phải biết là giải nào là đến đâu nó là giải bát, giải nào đến đâu là giải chung và giải nào đến đâu là giải chép, là chúng ta phải biết được đã, đúng không ạ? Và trên này thì nó cũng có như vậy. Nâng tiếng này nó cũng có như vậy và các bác cứ để hết hướng 12 giờ cho em nhé. Đó, đây là em chỉ là nói để cho các bác là nhận biết được là đâu là bát, đâu là chung, đâu là chép và chúng ta sẽ tùy chỉnh, bởi vì là em nói đây thì các bác không thể áp dụng được về cái không gian nhà các bác hoặc là về những cái đôi loa của các bác, đúng không ạ? Nên là em không phải bật nhạc lên nữa, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ chỉnh này. Ví dụ như là loa của các bác là nó bây giờ trên thị trường có rất là nhiều loại loa, đúng không ạ? Có loa là thiếu bát, có loa là thiếu chép. Thì loa thiếu bát thì chúng ta sẽ cho giải bát nó lên, cho giải bát lên. Đó, nó các bác cho từ từ. Đó, thì chúng ta sẽ là với những cái loa thiếu bát thì chúng ta sẽ chỉnh bát lên. Và các bác lưu ý nhá, mỗi một giải này là nó 31 cần gạt, tổng hai giải của nó là lên tới là 62 cần gạt nhé. Thì mỗi một giải này thì nó tương ứng với một vế loa của các bác. Đó, mỗi một giải nó tương ứng một vế loa, thì là hai giải nó sẽ tương ứng với hai vế. Thì nó các bác chỉnh vế trái và vế phải làm sao cho nó phù hợp với nhau. Đó, thì em nói qua là đây là giải bát này. Giải bát nếu như các bác mà những cái đôi loa nó thiếu bát thì các bác có tăng bát ở đây. Đó, hoặc là những đôi loa nó thiếu chép thì các bác tăng chép vào đây. Đó, tăng từ 6,3K cho đến 20K. Thì đây chính là giải chép. Đó. Và cái cấu hình nghe nhạc và cấu hình hát karaoke nó sẽ khác nhau. Khác nhau ở đây là sao? Nếu như các bác nghe nhạc các bác có thể cho nhiều chép được, đúng không ạ? Thế nhưng mà các bác mà hát thì mà các bác mà không chỉnh, các bác để nhiều chép thì chắc chắn nó sẽ bị hú rít nhá. Các bác lưu ý cho em là khi mà chúng ta hát thì nó sẽ cố gắng điều chỉnh làm sao cho cái giải chép này nó phù hợp với những cái đôi loa của mình, để tránh trường hợp bị hú rít rồi nó bị gây ra hỏng loa nhé. Nên các bác cực kỳ lưu ý cho em cái vấn đề đó. Thì đây, và ở dưới này thì các bác có thể thấy ở đây là có delay này, repeat bass và mid chest của echo nhé các bác nhé. Đó, thì chúng ta sẽ chỉnh echo ở dưới này khi mà chúng ta hát, đúng không? Và nó cho chúng ta can thiệp thêm về bass và mid chest của bass trung chest của con vang cơ này. Thì chúng ta cũng có thể can thiệp thêm vào đây cũng được, không sao cả. Ngoài việc can thiệp vào đây thì chúng ta sẽ can thiệp ở những cái con nọc tiếng này nhiều hơn, sâu hơn nhé, để cho cái chất âm ra nó tốt hơn. Đó. Thì đây là em hướng dẫn các bác cách lắp đặt và các bác cách chỉnh. Đó, cách chỉnh bộ dàn như thế này. Đó, thì nếu như các bác muốn biết thêm chi tiết hơn, em muốn chưa hiểu chỗ nào thì các bác có thể để lại bình luận bên dưới, nhìn bên em sẽ tư vấn cho các bác. Hoặc các bác có thể gọi trực tiếp tới số 0978 503 822 thì nhân viên bên em sẽ hỗ trợ các bác. Đó, thì các bác yên tâm khi sử dụng dịch vụ bên em, thì mọi điều về sau là bọn em sẽ hỗ trợ các bác hết mình. Và em cũng cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi video của chúng em. Thì các bác nhớ like và đăng ký kênh để được theo dõi những video tiếp theo của bên em. Em xin cảm ơn các bác.